Xin chào các bạn, mình đang ở phố cổ Hoa Lư ở Ninh Bình nha các bạn. Phía sau mình là một ngôi chùa ha. Đó. Đây còn phía sau mình nè, các bạn thấy không? Cảnh rất là đẹp ha. Ở phố cổ Hoa Lư ha. Đây chị YouTuber dưới sau mình nữa ha. Mình check in cho các bạn biết ha, mình đang ở phố cổ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Mến chào cô chú, anh chị em và các bạn đến với kênh An Tánh California Cuộc Sống Mỹ. Cô chú, anh chị ơi, hôm nay Phượng mời cô chú, anh chị cùng Phượng với Sang với em gái đi khám phá thành phố Ninh Bình, phố cổ Hoa Lư nha. Gia đình An Tánh đang ở Ninh Bình nha cô chú, anh chị. Bây giờ ba anh em đi kiếm phố đi bộ. Ba anh em đi tìm phố cổ Hoa Lư nha cô chú, anh chị. Để nè. Ninh Bình, Ninh Bình. Rồi giờ mình đi qua lộ nha. Em nói rồi, ở đây là người mới tạo xe. Mà có cái tình trạng gì vậy? Chỗ đây cũng mát quá ha, chiều mát nhé. Góc Việt Nam luôn, chỗ nào cũng vậy á. 5 giờ 21 phút. Trong chương trình tour mình đi với cô chú anh chị thì không có phố cổ Hoa Lư nha. Cái này là Phượng với Sang với lại em gái, nói chung là em gái tự khám phá rồi rủ nhau đi ha cô chú anh chị. Ôi mít kìa, sáng sáng mít kìa, dưới nữa kìa, wow quá trời mít luôn cô chú anh chị ơi. Đi đâu luôn á. Ở đây là lúc nào kìa, người phải đét xem. Cô chú anh chị em và các bạn nào mà ở thành phố Ninh Bình thì vào comment cho An Tánh nha. Gia đình An Tánh đang ở thành phố Ninh Bình nha cô chú anh chị. Mình đang đi trên con đường Trần Hưng Đạo, Minh Khánh, Ninh Bình. Đó. Sang, bên đó có đồi nhìn đẹp quá không? Làng Cam Giá. Ninh Bình là khác nha. Rồi. Trên đường đi phố cổ Hoa Lư thì mình có thấy chùa Bái Đính nằm đây nè cô chú anh chị. Bái Đính không biết bao nhiêu km thì chỉ cho mình nha. Có rồi. Ở Việt Nam đi qua đường người đi bộ sợ xe chứ không phải xe sợ người đi bộ nha. Nhớ nha, những bạn ở nước ngoài về Việt Nam khắp nơi luôn chứ không phải riêng ở đâu. Đi qua luôn. Mình chưa bước xuống nữa là nó bóp kẹt trước rồi. Cái đặc sản ở đây là bóp kẹt. Đặt nghe. Rồi, cô chú, anh chị em và các bạn ơi, mình tới phố cổ Hoa Lư rồi. 18 phút đi bộ của ba anh em. 18 phút đi bộ của ba anh em, cô chú, anh chị ơi, giờ mình tới phố cổ Hoa Lư rồi ha. Mình đi khám phá trước đi rồi tối giờ dẫn ông bà nội ngoại đi. Rồi, quá đẹp An Tánh ơi. Gồng lên, gồng lên. Cộng lên ơi rồi tới sang vô đi, rồi chụp rồi hai anh em đi, hai anh em đi. Phố cổ Hoa Lư rất là đẹp phải không cô chú anh chị? Rồi 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 đứng đây chị chụp cho. Mình đi quay ấy, lúc này ấy là mới chạng vạng chiều thôi cô chú anh chị, thành ra là lên hình rất là đẹp ha, rất là lung linh lắm luôn cô chú anh chị ơi, chắc mấy người quá muốn tới trời đẹp đây rồi. là phải đi xe Thôi tới. chắc phải dẫn mấy người đi tới đây quá, đi tới đây mà không đi tới đây uổng quá.
đi tới đây mà không đi tới đây ổn quá hả? Không, mình đi xe đi, giờ mình đi bộ rồi lát mình dẫn mấy người đi xe luôn đi. Không, ở đây đẹp chứ. Ừ, đẹp chứ, hả? Hôm nay mát mà, nó nóng. Ừ, chút ăn xong mình dẫn mấy người đi xe đi. Ổn, ổn. Ừ. Đó. Cái này là đền đền gì anh? Anh cũng không biết nữa. Thôi. Đó. Thời đây là thời vua chúa nha cô chú anh chị. Kính trên của nó là Kỳ Lân. Kỳ Lân hả? Dạ. Đền Kỳ Lân. Đền Kỳ Lân, dạ. Núi Kỳ Lân. Núi Kỳ Lân, ở phía sau là núi hả? Đây núi đây. Dạ, dạ. Tên cổ của nó đấy. Dạ. Còn lấy đền về sau này thì nhà Xuân Trường nó làm thêm. Dạ. Núi Kỳ Lân. Núi Kỳ Lân, dạ, dạ. Lối lên núi luôn, cuốc ở trên núi luôn. Lên núi đây, có đường lên núi đây. Dạ, cao không bác, xa không bác? Không, nó có đường lên, rộng mênh mông mà. Dạ. Đi đây phải thử sức mình chứ. Không, núi đi đường to. Mình phải mạnh hơn phải không? Đúng không? Dạ, con ở Sài Gòn. Ủa, vậy sướng quá vậy đó. Sướng quá hả? Chú hay đi du lịch trong lắm. Dạ, dạ hả chú? Đi hết trong rồi, nhưng mà trong ấy là nói chung là nó không có cảnh đẹp. Dạ, không bằng ngoài này đâu chú. Dạ, dạ. Xa ngoài này. Con... và trong càng ở trong Cà Mau càng chán. Đi Hà Tiên còn được ăn tôm ăn tiếc, còn chim yến kêu cũng rứt đầu. Cà Mau đặc sản là muối mà. Cà Mau đặc sản là muối. Ta đi hết rồi, không có chỗ nào đi. Dạ. Thôi đi Sài Gòn ra mà đi để tao bảo đi ra Quảng Ninh hay không? Dạ, yeah. Quảng Ninh. Đây 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 như đây cũng được, nhưng mà đây đây là đi nhá, Tam Cốc Bích Động này. Dạ, có Tam Cốc Bích Động. Tao vừa đi về hôm qua tôi đi trong Cửa Lò với trong Hà Tĩnh tắm biển nhau. Dạ. Nhưng mà đi ở đây nhá, ở đây là phải đi mất 2-3 ngày. Dạ. Nếu ở đây đi từ 2-3 ngày. Dạ, ở đây đi phải 2-3 ngày. Tràng An nhá. Dạ, Tràng An. Bãi Đính nhá. Dạ, Bãi Đính. Đúng không? Mai mình đi hay... trên núi... Yên Tử à? Không, núi dưới này nè. Chỗ này đèo lắm. Đây độ tầm 4 cây, 5 cây. Dạ. Bỏ lên đỉnh núi nhìn xa bên Tam Cốc Bích Động mới nhìn. Dạ. Quang cảnh rất đẹp. Dạ. Bác là dân địa phương ở đây? Cũng dân ở đây nhưng mà không phải dân gốc ở đây nhưng mà ở đây lâu đời rồi. Dạ, dạ. Đi về Thung Nham. Dạ. Đây nó nhiều điểm đi lắm. Dạ. Còn đi nhà thờ dưới phát điện đi đi không đi thôi nếu có thời gian. Dạ. Đi Cúc Phương cũng được nhưng mà không đi thì thôi. Dạ. Mà đây cái điểm chính của nó là phải đi. Điểm du lịch. Phải đi. Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Dạ. Bác tối nay ngủ đâu? Tại đây. Dạ. Đây đền Kỳ Lân nha cô chú anh chị. Tụi con mới Hạ Long qua đây. Nhưng mà Hạ Long phải đi gặp ông bác nhiệt tình quá trời luôn. Cái chỗ này cũng hơi lớn các bạn. Nhiệt tình quá chừng luôn. Còn cái đường đi lên núi nữa kìa mà mình thôi chắc mình không lên nổi quá. Giờ đi vòng vòng đây đi ha. Đẹp quá cô chú anh chị ơi. Rực rỡ quá luôn. Giờ này mình đi mình quay phim là đúng lúc đúng thời điểm luôn á. Lát tối nữa đi là hơi tối. Dạ đúng rồi, hơi tối. Cảm ơn Bi nha. Đúng lúc đúng thời điểm. Ai muốn làm vua chúa thì tới đây. Đây là một chỗ. Đấy là đẹp ha. Đúng rồi, bác đó nói ở đây mình đi hai ba ngày luôn á. Nhưng mà chỗ này á, hôm mai mốt có dịp mình đi chỗ này một điểm chỗ này thôi á. Đi Hạ Long với chỗ này thấy được. Wow, đẹp quá chừng luôn kìa Sang ơi. Thường nó ở nhà với ông ngoại là đó, trên đó nữa kìa. Cảnh này đẹp. Gia đình an tĩnh. Hôm nay hai chồng với là em gái khám phá phố cổ Hoa Lư cô chú anh chị ơi, đẹp quá chừng luôn. Mình đi giờ này là đúng lúc luôn đó, phố vừa lên đèn. Rồi lên trên đó không anh? Lên trên đó không? Chùa Bạc hả? Chùa Bạc cô chú anh chị. Rồi giờ mình đi lên chùa Bạc ha. Bên trong điêu khắc rất là đẹp ha. Làm như tất cả là bằng đất hết á anh sao? Phú có trên cao không chảnh. Điêu khắc này. Những cái này là bằng đất nha cô chú anh chị. Cho tay lại đi. Cô chú anh chị ơi.
không uổng công ba anh em đi mấy mười mấy phút á, đi bộ á, từ khách sạn mình đến đây là mười mấy phút á cô chú anh chị. Wow, đẹp quá chừng luôn nè, lên trên nè, đẹp quá. Anh tất cả là bằng đất cứng anh, điêu khắc lên rất là đẹp, muốn bước vô thử nhìn cái không, rất là đẹp lắm thôi. Đây là cảnh từ trên nhìn xuống nha các bạn. Bây giờ một chút xíu tối nữa chắc nghĩ sẽ đẹp hơn ha. Có thể chút xíu nữa mình sẽ dẫn ba mẹ mình tới đây. Mình đi mở đường trước. Từ khách sạn gia đình mình ở đi bộ đến đây mất tầm khoảng 18 phút cô chú anh chị. Thì đó, nãy chỗ nãy đó. Chỗ nãy lát nữa tối cho thượng đi rồi. Quá rồi, nó không có cho mình đi mấy chỗ này ta. Cho đi tới đây còn hơn đi chơi mấy cái chỗ ngọc trai hay là biết sao không? Đúng rồi, đúng rồi. Không phải ai cũng có nhu cầu mua đâu. Được á, tới đi 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 đi. Núi Kỳ Lân, đền Kỳ Lân. Đền Kỳ Lân là ở bên kia ha. Ở đây là chùa. Chùa, đây là chùa. Ở đây tối đi mát nữa. Cần đi qua hang động không? Lấy xe về. Ủa, chạy lại. Bốc xe phải không? Ừ. Đi bốc xe đi hả? Được đây. Bây giờ quá trời đẹp luôn kìa, trời ơi. Đẹp quá chừng luôn cô chú anh chị ơi. Em gái đang đi từ từ tới kìa. Chiều mát, hồ nước rất là mát luôn. Anh chưa? Phố cổ Hoa Lư này thấy đẹp hơn phố cổ Hội An nữa đó. Cảm nhận của mình là thấy phố cổ Hoa Lư này đẹp hơn. Đẹp hơn phố cổ Hội An nhiều lắm. Mình chưa đi hết nữa nha. Mới có một chút xíu thôi đó. Dạ. Ở dưới đó là cái gì nữa kìa? Đây có cà phê nữa kìa. Wow, đẹp quá chừng luôn. Phố cổ Hoa Lư. Chị cho tấm hình chỗ này đi. Phố cổ Hoa Lư đẹp quá cô chú anh chị ơi. Nếu có dịp mình đi ra Ninh Bình ha, mình ghé phố cổ Hoa Lư nha. Phượng với em với lại Sang đi, đẹp quá chừng luôn. Em đang ở khách sạn Hoa Lư trước cửa trong đây nè. Có phải cho ở đây gần chịu ở xa cho một. Có một Phật lớn nha. Ôi, Phật Di Lạc dễ thương chưa? Có gì vậy? Ghé lên thuyền tham quan nè, 100.000 thì lớn. Trẻ em là dưới 1m3 là 80.000, người lớn là 100.000. Thôi lấy rồi. Nếu mà mình tới đây mình lên thì đi. Ừ. Mình đi một chuyến đi không sao hết trơn á. À. Ừ, mình đi hơn 2 thuyền cũng được. Nếu mà bảo với thường là đâu có tới. À. Một cái thuyền 6 người, một cái thuyền 4 người. Okay.
Gia đình mình ăn tối tại khách sạn Hoàng Sơn. Con để con qua, để con qua. Có món của Bảo rồi nè Bảo. Món chuối nè Bảo. Món cuối. Chút xíu đi con. Của Bảo. Dê tái chanh chị ạ. Dê tái chanh. Dê tái chanh. Mà thịt chín chưa chị hay là còn tái chanh, thành đã nói dê tái chanh biết thơm. Cái mùi hột gạt diêm thơm sợ ha. Dê trời. Cái đó nhiều hơn. Ấy cho ba Hương Quỳnh á. Ừ. Lưu Quỳnh mà thơm. Rồi con này con gì đây, cái gì đây? À, cá lóc á. Cá quả là cá lóc á. Dạ. Ui cơm cháy. À biết đâu tự nhiên biết gì đó. Cá quả. Cá quả, cá quả là miền Nam mình gọi là cá lóc. Ở miền Bắc thì ta gọi là cá quả. Dạ, cảm ơn chị. Cho cái nước sốt để cho bát vào này cho đại cháu. Vậy là cái nước sốt này ăn với lại cơm cháy nha cô chú anh chị. Ăn mì hoài rồi. Cái nước sốt này ăn với cơm cháy. Cơm cháy. À, gạo nổ lên. Dê tái chanh. Xíu mặn xíu đó. Cái xiên, cái xiên. Gà kho gừng. Gà kho nghệ. Cái nĩa. Một hồi đi tàu không? Một hồi đi tàu không? Quá trời. Từ từ. Đi. Mời thúc, mời thúc. Riêu. Canh riêu. Riêu đậu. Cô nói này nè. Được rồi chị, cỏ luôn cho nó đi. Mấy hồi đang bún vậy đó. Sang sang, ăn miếng dê tái chanh hay sao? Mới vậy ăn không được. Ăn miếng đó. Đợi xíu, đợi xíu. Được rồi, con thường. Nhưng vậy dê đó để dĩa rau tấm ở đây mới đúng rồi. Đúng rồi đó. Dạ, cảm ơn. Để cái dĩa rau. Ừ, dĩa rau ở đây mới đúng rồi. Chấm mắm nêm. Nêm. Nào. Ngon ha. Okay. Các bạn ơi, video chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng nha. Sau khi mà mình cùng gia đình ăn tối, mình sẽ quay trở lại phố cổ Hoa Lư về đêm. Mình sẽ quay tiếp, mình chia sẻ với cô chú, anh chị em và các bạn nha. Các bạn xem kênh Ăn Tánh Kali, thấy chia sẻ của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một cái like nhé. Một cái đăng ký kênh nè. Và đừng quên ấn cái chuông bên phải nha, để mỗi khi mà kênh Ăn Tánh Kali post video lên thì cô chú, anh chị em và các bạn mình có thể xem được nhé. Giờ thì mình xin bye bye, hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha. Chúc cô chú, anh chị em và các bạn thật thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an lành với người thân yêu và gia đình. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này của gia đình mình luôn. Bye bye!